sách tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt official store. Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh. Ở bài trước thì chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong tiết soạn bài về hình tượng bà Tú trong bài thơ thương vợ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành soạn bài ý nghĩa văn chương trước tiên chúng ta cùng đến với phần chuẩn bị đọc ở phần này các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi sau khi thưởng thức một tác phẩm văn chương bản thân em thu nhận được điều gì với câu hỏi này chúng ta sẽ cần phải vận dụng những trải nghiệm của mình dựa trên các văn bản văn chương mà các em đã đọc khi thưởng thức một tác phẩm văn chương bản thân em thu nhận được những tình cảm những thông điệp mà tác giả đã lồng ghép trong những tác phẩm đó tiếp đến là phần trải nghiệm cùng văn bản nội dung đầu tiên đó chính là phần tưởng tượng tác giả kể câu chuyện ở đầu văn bản nhằm mục đích gì như các em có thể quan sát thì ngay từ đầu câu chuyện tác giả đã kể nhằm mục đích dẫn dắt và giới thiệu về nguồn gốc của thi ca thứ hai là phần suy luận xác định một số từ ngữ câu văn thể hiện đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn này các em có thể thấy một số từ ngữ như là cũng có thể xem ngay sẽ còn và câu văn Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng, chẳng những thế văn chương còn tạo ra sự sống. Vũ trụ này tầm thường, chật hẹp, không đủ thỏa mãn đối với tình cảm dồi dào của nhà văn. Và câu, nếu có một người yêu Thúy Kiều còn nồng nàn hơn Kim Trọng, người ấy là Nguyễn Du và chính Nguyễn Du đã trao sự sống của mình cho thiếu nữ trong chuyện. Đó chính là những từ ngữ câu văn thể hiện được những đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn văn. Và tiếp theo là phần suy luận. Văn nhân thi sĩ làm phong phú thêm cuộc sống con người bằng cách nào? Có thể thấy, văn nhân thi sĩ làm phong phú thêm cuộc sống của con người bằng cách soi chiếu thế giới, phản ánh nó vào thơ ca, để từ đó biến cảm giác của riêng họ về thế giới thành cảm giác chung của mọi người, góp phần tô điểm thêm cho thế giới tinh thần của cuộc sống con người. Tiếp đến chúng ta cùng đến với phần suy ngẫm và phản hồi. Trước tiên thì cô sẽ tóm tắt nội dung chính của văn bản ý nghĩa văn chương. Văn bản bàn luận về ý nghĩa của văn chương trong đời sống của chúng ta. Ở đây, tác giả bài viết đã làm sáng tỏ luận đề thông qua hai luận điểm: nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người, lòng thương muôn vật, muôn loài và ý nghĩa của văn chương là khơi gợi cho ta những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng. Thông qua hai luận điểm này, bài viết giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về nguồn gốc, cốt yếu của văn chương, đặc biệt là ý nghĩa của văn chương đối với cuộc đời mỗi chúng ta tạo ra tình yêu thương, sự đồng cảm và trao cho cuộc đời những ý nghĩa sâu rộng. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn Kem tiến hành trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa có liên quan đến văn bản. Câu hỏi số 1, luận đề của văn bản là gì, xác định bố cục và luận điểm của văn bản dựa vào gợi ý sau. Kem có thể quan sát mẫu bảng. Mẫu bảng của chúng ta gồm có hai cột, thứ nhất là bố cục văn bản và thứ hai đó chính là cột luận điểm. Với câu hỏi số 1 Kem có thể trả lời như sau. Phần số 1 từ đầu cho tới lòng vị tha, luận điểm được đưa ra đó chính là nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng yêu thương người, yêu thương muôn vật, muôn loài. Phần số 2 là phần còn lại của văn bản, luận điểm của phần này đó chính là ý nghĩa của văn chương, đó là khơi gợi cho ta những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng. Câu hỏi số 2, vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lý lẽ bằng chứng có trong văn bản. Những lý lẽ bằng chứng trong phần 2 đã góp phần làm sáng tỏ luận đề như thế nào? Các em có thể tham khảo mẫu sơ đồ như sau. Trong sơ đồ của chúng ta, với luận đề đấy là ý nghĩa của văn chương và hai luận điểm giống như hai phần mà chúng ta đã chia, trong mỗi luận điểm chúng ta có hệ thống những lý lẽ và dẫn chứng có liên quan và có thể thấy thì những lý lẽ và bằng chứng trong phần số 2 cho chúng ta thấy được việc các thi nhân và văn nhân bao thế hệ đã góp sức mình vào việc phản ánh tái hiện thế giới khách quan vào thế giới nghệ thuật trong văn chương, từ đó khơi gợi những cảm xúc và tình yêu thương trong mỗi cá nhân, trong mỗi cộng đồng, góp phần tạo nên ý nghĩa của văn chương, đó là tô điểm cho đời người và trao cho đời người những ý nghĩa sâu rộng. Câu hỏi số 3, lý lẽ bằng chứng nào trong văn bản để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất? Chia sẻ ấn tượng với các bạn. Với câu hỏi này, Kem có thể lựa chọn bất cứ một lý lẽ bằng chứng nào trong văn bản mà Kem đặc biệt cảm thấy ấn tượng nhất và tiến hành chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé. Với câu hỏi số 3, cô hướng dẫn Kem các cách thực hiện trả lời như sau. Với cô thì lý lẽ mà cô cảm thấy ấn tượng đó là Văn nhân, thi nhân dùng văn chương để khơi gợi cảm xúc của con người và bằng chứng đó là tình cảm, cảm giác của người thời bây giờ đều do người xưa sáng tạo lấy cảm hứng từ thế giới khách quan và lưu truyền lại trong văn bản và đã để lại cho con em ấn tượng sâu sắc nhất bởi nó đã giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của văn chương. Câu hỏi số 4. Nhận xét về cách trình bày vấn đề khách quan và chủ quan trong đoạn, làm tròn nhiệm vụ ấy cho tới thiếu nữ trong chuyện. Chúng ta có thể thấy trong đoạn văn này, người viết đã lựa chọn cách trình bày vấn đề chủ quan cả 9 câu văn đều mang tính chất chủ quan, thể hiện những suy nghĩ, thái độ, cảm xúc của người viết ở những trạng thái mức độ khác nhau, khi thì chậm rãi dẫn dắt bạn đọc, khi lại mạnh mẽ nhấn mạnh lý lẽ trong đoạn. Câu hỏi số 5 Hoài Thanh cho rằng, trên quả đất này từ khi có loài người bao giờ vẫn núi non ấy, cây cỏ ấy. Thế mà một người đời xưa với một người đời nay nào có trông thấy như nhau? Em hãy tìm một ví dụ trong văn học cho thấy những cách nhìn khác nhau về cảnh thiên nhiên. Với câu hỏi này, các em có thể tham khảo cách trả lời như sau. Trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy, chúng ta đã từng được làm quen với vầng trăng, đặc biệt là vầng trăng trong thơ của ông là một vầng trăng có sự thay đổi trong mối quan hệ với con người và trong cái nhìn của con người theo dòng trẻ thời gian. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng vầng trăng thành chi kỷ. Từ hồi về thành phố đã quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dương qua đường qua việc quan sát vầng trăng trong hai khổ thơ này chúng ta có thể thấy nhân vật trữ tình ở đây vẫn là một người là một đối tượng nằm trong mối quan hệ với con người ở đây vẫn là vầng trăng vậy mà vầng trăng trong quá khứ vốn là một vầng trăng tình nghĩa quen thuộc gần gũi là chi kỷ với con người thì hiện tại vầng trăng lại trở thành một người dưng qua đường mà thôi câu hỏi số 6 trong bối cảnh đương đại với nhiều vấn đề toàn cầu như dịch bệnh, sự bùng nổ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, văn chương có cần thiết với chúng ta hay không? Vì sao? Em cho là như vậy. Viết một đoạn văn khoảng 150 chữ thể hiện suy nghĩ của em về vấn đề trên. Với câu hỏi số 6 thì chúng ta tiến hành thực hiện viết đoạn văn với dung lượng khoảng 150 chữ, từ đó trình bày những quan điểm ý kiến của chúng ta về vấn đề được nêu ra trong đề bài. Và với câu hỏi số 6 cô đưa ra một đoạn văn cho các em tham khảo như sau trong bối cảnh đương đại với nhiều vấn đề toàn cầu như dịch bệnh sự bùng nổ của mạng xã hội trí tuệ nhân tạo vân vân văn chương lại càng trở nên cần thiết hơn đối với đời sống của chúng ta một thời đại mà mọi thứ diễn ra nhanh chóng từ việc con người cần di chuyển nhanh cần chuyển phát nhanh cần đồ ăn nhanh cần nắm bắt nhanh mọi thông tin thì những gì tạo ra trong quá trình đó đối với cuộc đời họ cũng chỉ là một khoảnh khắc chóng vánh và nhanh trôi giạt đi bởi chỉ có những thứ chạm được vào trái tim ta, làm cho ta dung cảm mới thực sự tồn tại và tạo ra những giá trị bền vững. Và đây cũng chính là nhiệm vụ, sứ mệnh và cũng là thách thức của văn chương trong một bối cảnh xã hội nhiều dối ghen cùng những sự cạnh tranh khốc liệt giữa những thứ có thể giúp cho con người giải tỏa sau những áp lực như các nền tảng trên mạng xã hội. Như vậy thì trong video ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các em tiến hành soạn bài Ý nghĩa văn chương. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách